lần đầu có người yêu kiểu anh yêu, mai nắm tay tiếp không? Wow. Cũng là người yêu nhưng lạ lắm. Yêu anh nhất. Anh cũng yêu em nhất. Thôi đi, muộn rồi. Ủa em nhắn anh lúc 19:22, 19:24 anh vét liền mà. What the hell? Ủa, vậy lúc 19:23 thì anh làm gì? Tao lấy mày! Nắm được tay là dây được quần. Dạ, nắm cái khác được không ạ? Mấy hôm nay đéo bán được cái nào, chán. Tự thưởng cho bản thân đi, bạn cũng vất vả rồi. Ở một diễn biến khác, đợt Covid vừa rồi tưởng chết không qua khỏi, giờ nhà còn dư 2 quan tài 1m8, mua 1 tặng 1, anh nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé, cảm ơn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bảo người nhà người thân ủng hộ. What? Biếu họ hàng. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Thay vì ngồi đợi khách hàng thì hãy tạo ra khách hàng đi ạ. Nani? Có ngày bán được 3-4 cái, sướng lắm nhưng không dám cười trước mặt khách. Gặp Lâm Đồng. Này là Lâm Trung chứ Lâm Đồng gì? Mình bán cái gì cũng phải sử dụng và review chất lượng tốt thì khách hàng mới dám mua chứ đúng không ạ? Cái này chưa thấy khách nào dùng rồi mà chê ạ? Hàng bao tốt, đã nằm là không muốn dậy. Người có chết liên tục đâu. Quá chuẩn luôn. Ngày hôm sau. Vừa đi làm vừa nghĩ, giờ mỗi ngày tiết kiệm 10k thì một tháng tiết kiệm được 300k. Một năm 300 nhân 365 bằng 109.500.000. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, tôi bắt đầu từ mai nhé. Người tính không bằng bò tính. Tính giỏi như này mai công ty cho lên kế toán trưởng luôn. Wow. Lấy số tiền tiết kiệm một tháng tính cho một ngày xong nhân 365. Em này đi làm lương 3 triệu chắc luôn. Thần đồng toán học bảo sao mỗi ngày làm được có 10k. Nữ võ sĩ Angela Carini của Ý khóc nức nở xin bỏ cuộc sau khi bị đối thủ Iman Khelip, một vận động viên chuyển giới hạ đo ván chỉ sau 46 giây. Khelip là võ sĩ gây nhiều tranh cãi tại Olympic Paris. Cô là một trong hai vận động viên vẫn được phép tham dự Olympic dù không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về giới tính. Lúc đó em tưởng nó chỉ đấm đùa. Còn thằng nào con nào vào đây nốt đi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Đó là chưa gặp tao, chứ nếu tao thì một giây nó chưa kịp đấm tao đã đầu hàng rồi. Thế giới thật tuyệt vời khi cả ba giới bình đẳng với nhau. Oh my god. Gái có hai hòn gái à? Nhìn cái tướng đó đấm đàn ông còn xỉu nữa chứ đừng nói đàn bà. Xin vĩnh biệt cô. Ai sợ thì đi về, phong cách Olympic Pháp.
Mẹ, trước tao có bảo là mấy thằng yếu đuối mới chuyển giới mà bị la quá trời luôn, muốn làm con gái để không phải làm việc nặng nhọc, trốn tránh nghĩa vụ trụ cột gia đình, giờ nó đi đấm nhau với phụ nữ luôn. Hiểu kiểu gì? Đây là người cô ấy phải đối đầu, bảo sao 46 giây đã xin thua. Bánh đến từ tương lai. Ngày sản xuất mùng 5 tháng 8 năm 2024. Hạn sử dụng mùng 5 tháng 8 năm 2025. Nani? Lô này là lô của tháng 8 ấy, nhưng nhân viên kho xếp nhầm sang lô khác. What the hell? Khéo ông xuyên không đến tương lai mua bánh rồi quay về hiện tại. Thủ kho làm ăn thế à, lô này vừa mới in lại đét để tháng sau bán mày đã lôi ra bán. Bánh của Doraemon đó. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ngày trước mình mua bánh trung thu cũng vậy, mua về nửa tháng nữa mới tới ngày sản xuất. Hiểu kiểu gì? Không biết còn hạn hay không để ăn. Ngày sản xuất 14 ngày trước hạn sử dụng. Hạn sử dụng 14 ngày sau ngày sản xuất. Hôm tao ăn cái bánh sầu sản xuất ở miền Tây, tao ở miền Bắc mà hôm tao ăn là ngày sản xuất, tao cứ thắc mắc không biết đơn vị vận chuyển nào mà nhanh thế. Nhân viên đổ xăng cũng thấy khó xử. Không đổ thì mất khách, mà đổ thì mất nết. Đưa người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan mà coi được, đút vào đại rồi rút ra. Lắp thêm cảm biến mỗi lần bơm nó kêu lên á á nữa là ok. Làm nhân viên đổ xăng thì tôi xin nghỉ luôn, để bảo vệ chút danh dự còn sót lại. May là nhân viên nữ đổ xăng, chứ nhân viên nam thì chắc dùng vòi khác. Quá chuẩn luôn! Dũng đi tắm sông, dũng cảm. Cường kẻ chân mày bị đậm, cường điệu. Khiêm đi phá đò, khiêm tốn, mời đối tiếp. Phong không mặc áo, phong trần. Nghĩa nằm dưới đất, nghĩa địa. À đâu. Nghĩa nằm trên trang, nghĩa trang. Trời ghê chưa. Linh bị cắm sừng, linh cảm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.